Đây là cái bản tiếng cò mới nhất của vụ chim 2021 tháng 3 này nha anh em. Anh em nào đang đánh chim cò này mà cần phai gốc phải chuẩn đi đánh cạnh tranh, bản này rất là ăn chim. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em, cũng như bán phai chuẩn phai gốc cho anh em không bị chèn nhạt với lại tiếng người nổi nha anh em. Thì ngoài ra bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim đêm di cư, anh em cần phai nào thì liên hệ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bậy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra Thuận ghi nhận cách ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì